Chào mừng các em đến với lớp học môn thể dục lớp 3. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 36 sơ kết học kỳ 1 và trò chơi đua ngựa. Mục tiêu và yêu cầu của bài này như sau. Đó là chúng ta sẽ ôn lại tất cả các kiến thức mà các em đã được học trong học kỳ 1 vừa rồi. Chúng ta sẽ yêu cầu là chúng ta sẽ nhắc lại những nội dung cơ bản đã học trong học kỳ 1. Mục tiêu thứ hai đó là chúng ta ôn lại trò chơi đua ngựa. Yêu cầu các em biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi đua ngựa. Đồ dùng học tập mà các em cần chuẩn bị để học bài này là các em cần mặc trang phục thể thao, mang giày, thùng giấy, ghế nhỏ và mô hình đầu ngựa. Để bắt đầu vào bài học hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện bài tập khởi động. Các động tác khởi động gồm có xoay khớp cổ, xoay cổ tay và cổ chân, xoay cánh tay, xoay khớp hông, tay này chạm mũi chân kia, xoay khớp gối và cuối cùng là gập duỗi. Các em xem thầy thực hiện bài tập khởi động và cùng thực hiện khởi động theo thầy. Khởi động xong, chúng ta bắt đầu vào nội dung thứ nhất của bài học hôm nay. Chúng ta sẽ nhắc lại tập hợp hàng ngang, giống hàng và điểm số. Đây là tất cả nội dung trong đội hình đội ngũ của chúng ta. Thứ nhất đó về tập hợp hàng ngang. Các em xem tranh tập hợp hàng ngang. Về khẩu lệnh thì tùy theo là lớp chúng ta. Nếu lớp chúng ta là 4 hàng thì người chỉ huy sẽ nói khẩu lệnh để tập hợp như sau là thành 4 hàng ngang tập hợp. Rồi động tác sau khẩu lệnh thì người chỉ huy sẽ đứng ngay ngắn, đưa tay trái sang ngang bàn tay sấp. Tổ trưởng tổ 1 thì đứng sát cái vai phải của mình và vào cái bàn tay của người chỉ huy. Tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt tập hợp sau tổ trưởng tổ 1 tạo thành đội hình hàng dọc. Các thành viên của từng tổ lần lượt tập hợp theo thứ tự là từ thấp đến cao và đứng ở phía bên trái của tổ trưởng của mình. Sau khi quan sát lớp đã tập hợp xong thì người chỉ huy sẽ để tay xuống trở về tư thế đứng nghiêm lại. Tiếp theo là giống hàng ngang. Các em xem tranh. Khẩu lệnh của giống hàng ngang như sau. Nhìn phải thẳng. Về động tác thì người tổ trưởng tổ 1 sẽ đứng nghiêm làm chuẩn, các thành viên của tổ 1 đánh mặt sang phải, quay đầu chết và liếc nhìn để giống cho thẳng hàng. Đồng thời chống tay phải vào hông, sau đó tiến hoặc lùi qua phải hoặc qua trái làm sao mà cho mình đứng ngang với tổ trưởng của mình. Rồi các tổ trưởng tổ 2, 3 và 4 thì để tay trái lên vai bạn phía trước để giống hàng dọc.
các thành viên của tổ 2, 3, 4 thì không phải quay đầu như tổ trưởng như tổ 1, mà các em chỉ liếc nhìn nhìn mình đứng ngang với tổ trưởng của mình và nhìn bạn phía trước của mình để dám thẳng hàng dọc. Sau khi nghe lệnh thôi thì tất cả quay về tư thế đứng im lại. Tổ 1 thì các em là bỏ tay xuống và quay mặt về trước lại. Điểm số hàng ngang. Điểm số hàng ngang khẩu lệnh như sau. Đó là nếu mà đối với cả lớp thì các em sẽ nói cả lớp từ 1 đến hết điểm số. Sau khi nghe khẩu lệnh đó thì người tổ trưởng cho 1 sẽ đánh mặt sang trái, nói số của mình. Rồi kế tiếp cũng là như tổ trưởng tổ 1 đánh mặt sang trái, nói số của mình, cứ lần lượt như vậy. Cho đến bạn cuối cùng. Bạn cuối cùng thì các em không đánh mặt mà các em chỉ đứng ở tư thế nghiêm và nói số của mình và nói hết. Như các em xem tranh là chúng ta có 10 bạn thì tới 10, bạn cuối cùng là số 10 thì nói 10 hết. Khi các em điểm số mình xong thì các em sẽ quay mặt trở lại thành tư thế đứng nghiêm lại. Nội dung thứ hai mà thầy muốn nhắc lại với các em đó là quay trái và quay phải. Khẩu lệnh là bên trái hoặc là bên phải quay. Sau khi nghe khẩu lệnh xong thì người thực hiện nghe khẩu lệnh bên trái thì chúng ta quay người sang trái. Nếu mà nghe khẩu lệnh bên phải thì chúng ta quay người sang phải. Khi thực hiện động tác quay phải và quay trái, thầy có một số nhắc nhở đến các em, một số lưu ý nhắc nhở đến các em như sau. Là trước khi hô khẩu lệnh, phải hô nghỉ và nghiêm để bạn chuẩn bị. Lưu ý thứ hai là khi quay, hai tay bóp nhẹ vào người. Khi các em bóp nhẹ vào người, tư thế quay chúng ta sẽ chuẩn và đẹp. Lưu ý thứ ba, sau khi nghe hết khẩu lệnh mới thực hiện động tác quay. Nghĩa là khi mà các em nghe người chỉ huy nó bên trái quay, chúng ta nghe xong hết khẩu lệnh chúng ta mới thực hiện quay về bên trái. Lưu ý thứ tư là khi quay sang bên nào thì chúng ta dùng gót chân bên đó làm trụ, chân còn lại các em dùng nửa bàn chân trước để quay người sang bên cần quay. Thí dụ người chỉ huy nói bên phải quay thì chúng ta dùng gót chân phải, mũi chân trái các em xoay người sang bên phải. Sau đây các em xem thầy thực hiện. Nghỉ. Nghỉ. Bên phải. Quay. Nghỉ. Nghỉ. Bên trái. Quay. Vừa rồi thầy đã thực hiện quay phải quay trái theo hướng soi gương với các em. Tiếp theo chúng ta sẽ nhắc lại nội dung là thứ ba, đó là ôn bài thể dục phát triển chung. Thì bài thể dục phát triển chung chúng ta gồm có 8 động tác. Động tác vươn thở, động tác tay, động tác chân, động tác lườn, động tác bụng, động tác toàn thân, động tác nhảy và cuối cùng là động tác điều hòa. Các em xem thầy thực hiện ở bài thể dục phát triển chung. Bài thể dục phát triển chung, động tác vươn thở, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nhảy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, điều qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Chúng ta chuyển sang nhắc lại nội dung tiếp theo, đó là nội dung thứ tư, ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Thì khi thực hiện bài tập đi vượt chướng ngại vật thấp, thầy cũng có một số lưu ý muốn nhắc đến các em. Đó là tư thế chuẩn bị là chúng ta đứng chân trước, chân sau, trọng tâm là ở chân trước, chân sau chúng ta kiện gót. Lưu ý thứ hai là khi đi tới chướng ngại vật thì chân các em là phải bước lên trên bề mặt của chướng ngại vật, các em không có bước vòng qua chướng ngại vật. Các em xem thầy thực hiện. Chuẩn bị, đi, chân chúng ta nhấc lên trên bề mặt chướng ngại vật. Nội dung thứ năm mà chúng ta muốn nhắc lại đó là ôn đi chuyển hướng trái và phải. Các em xem tranh. Một số lưu ý thầy muốn nhắc các em khi thực hiện đi chuyển hướng trái và phải. Đó là tư thế chuẩn bị, chúng ta là đứng chân trước chân sau, trọng tâm là ở chân trước, chân sau kiện gót. Động tác đi là chúng ta đi tự nhiên, không được chạy, không được đùa giỡn. Khi càng chuyển hướng, bàn chân xoay về hướng đó, thân người ngay ngắn, là khi mà các em đi tới cột mốc, cờ, hoặc là cái chớp, hay là nắm, thì các em sẽ dùng chân của mình xoay qua. Ví dụ các em chuyển hướng về bên trái, thì các em sẽ đặt chân phải xây về ha. À, xin lỗi, đặt chân trái các em xây về hướng bên trái. À, nếu mà chuyển hướng về bên phải thì chúng ta đặt chân phải để xây về bên phải. Các em xây xem thầy thực hiện. Chuẩn bị đi. À, chúng ta chuyển sang phải, chúng ta đặt chân phải xây qua. Chuyển sang bên trái, chúng ta đặt chân trái xây qua. Động tác đi tự nhiên nhẹ nhàng ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhắc lại một số trò chơi mà các em đã được chơi ở học kỳ 1. Thì ngoài chơi những trò chơi lớp 3 ra thì chúng ta có ôn lại một số trò chơi ở năm lớp 1, lớp 2 như là trò chơi chạy tiếp sức. Rồi các em ôn lại trò chơi là nhóm 3, nhóm 7, kết bạn, nhanh lên bạn ơi, chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. Đó là những trò chơi lớp 1, lớp 2 mà các em đã được ôn lại. Ngoài ra chúng ta còn học một số trò chơi ở năm lớp 3 chúng ta như là tìm người chỉ huy, thi xếp hàng, chim về tổ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nhắc lại trò chơi đua ngựa. Các em xem tranh trò chơi đua ngựa. Mục đích của trò chơi đó là rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo và tinh thần đoàn kết cho các em. Chuẩn bị thì các em sẽ xếp thành hai hàng dọc, tương với hai đội chơi. Em đứng đầu của mỗi hàng, các em sẽ cầm ngựa. Các em xem thầy thực hiện cách chơi trò chơi đua ngựa. Thầy sẽ làm mẫu cho các bạn nữ. Bạn nữ thì các em sẽ thực hiện cái mục đích mình gần hơn. Chúng ta thực hiện động tác bước đuổi là giống như là chúng ta khuy ngựa. À, hai tay chúng ta cầm ngựa. Thì thực hiện làm mẫu cho các bạn nam. Bạn nam thì cái mục đích mình xa hơn. Thầy có một số lưu ý về một số trường hợp phạm quy khi chơi trò chơi đua ngựa. Thì cái thường mà các em thường sai nhất đó các em là cầm ngựa chạy. À, cầm ngựa chạy là chúng ta phạm quy. Ở đây là chúng ta cầm ngựa là chúng ta huy ngựa, thực hiện đứng chân trước chân sau. Rồi khi vòng qua điểm đích hay là cột mốc các em không đúng quy định. Nghĩa là khi vòng qua là các em chạy chứ các em không huy ngựa qua.
Rồi khi các em thực hiện về tới bạn rồi, các em không đưa ngựa tới tay cho bạn mà các em tung cho bạn, vậy là các em sẽ phạm quy. Chơi trò chơi xong, chúng ta thực hiện bài tập thả lỏng. Các em thực hiện các động tác thả lỏng toàn thân. Các em xem thầy thực hiện bài tập thả lỏng. Rồi sau đây thầy hướng dẫn cho các em các động tác thả lỏng toàn thân. Động tác thứ nhất, mình thả lỏng tay lên hoặc dưới hít thở. Đứng ngay chân, rộng phần vai, lên hoặc dưới thả lỏng tay thở. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Chúng ta nghe đó là chúng ta thả lỏng là chân cái mặt dưới chúng ta. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, ô, và tiếp theo mình đã làm xe nông. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Tiếp theo là mình sẽ vỗ đùi thả lỏng cơ. Thả lỏng cơ nè. Rồi. Các em chú ý các động tác thả lỏng thì các em tập nhẹ nhàng, không dùng sức nhiều. Chúng ta cùng hệ thống lên bài. Thì tiết học hôm nay thì các em đã được nhắc lại những nội dung mà các em đã được học ở học kỳ 1. Thứ nhất đó là về đội hình đội ngũ thì mình gồm có là tập hợp hàng ngang, giống hàng ngang và điểm số. Tiếp theo nữa là ôn quay phải, quay trái. Chúng ta ôn là bài thể dục phát triển chung. Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Ôn đi chuyển hướng trái phải. Và mình vừa rồi mình đã chơi nhắc lại một số tên của một số trò chơi và mình thực hiện trò chơi là đua ngựa. Thì những nội dung này các em đã được ôn lại, được học trong học kỳ 1 và hôm nay là chúng ta ôn lại, nhắc lại, thầy nhắc lại cho các em để nhớ lại những nội dung này. Thì mong rằng các em sẽ tập luyện hàng ngày vào buổi chiều mát hay buổi sáng sớm để rèn luyện sức khỏe cho bản thân các em. Chúc các em học tập vui và khỏe. Thầy xin chào các em.